cấp cứu ở bệnh nhân phù phổi cấp theo các bước sau. 1. Để bệnh nhân ở tư thế bệnh nhân, nửa nằm, nửa ngồi, phao lơ. 2. Cho bệnh nhân thở oxy, 5 lít, 1 phút. 3. Dùng thuốc trợ tim mạch. Wabain 0,25mg một ống tiêm mạch. 4. Sử dụng morphine 10mg, 4-6mg tiêm mạch chậm thời gian 2 phút. 10mg tiêm bắp. 5. Lợi tiểu, furosemide 20mg tiêm mạch. 6. Nếu có co thắt khí phế quản, dùng diafilin 4,8% một ống 5ml tiêm mạch chậm. 7. Thắt caro luân phiên 3 chi mỗi 15 phút. 8. Sau đó điều trị nguyên nhân.